module I/O công nghiệp LoRaWAN Wi-4610 và Wi-2200 tương thích với nhiều loại cổng I/O công nghiệp khác nhau. Chúng có thể được kết nối trực tiếp với cảm biến hoặc máy đo và được sử dụng để giám sát cơ sở. Thiết kế cấp công nghiệp cho phép sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Khoảng cách giao tiếp truyền thông giữa các thiết bị và gateway lên tới 15 km. Linh hoạt cho các ứng dụng ngoài trời hoặc trong nhà với các tính năng cắm và chạy. Khắc phục tín hiệu mạng không dây bằng công cụ khảo sát địa điểm tích hợp sẵn. Wi-4610 hỗ trợ anten LoRaWAN bên ngoài, mang tới khả năng phát sóng xuyên qua bê tông và thép tốt hơn. Hỗ trợ sạc từ năng lượng mặt trời, thích hợp cho các ứng dụng giám sát cơ sở hạ tầng dân dụng ngoài trời quy mô lớn. Vỏ tiêu chuẩn IP65 cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn. Có nhiều lựa chọn cho các module I/O công nghiệp, hỗ trợ giải điện áp đầu vào rộng từ 0 đến 50 VDC, truyền năng lượng cho các cảm biến được kết nối, hỗ trợ giao thức modbus LTU, cung cấp các loại I/O LTD, analog input, digital input và digital output. Wi-2200 là module I/O LoRaWAN cho các ứng dụng trong nhà, có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các ứng dụng dạng cắm và chạy. Hỗ trợ giao thức truyền thông modbus LTU, hỗ trợ RS485 cho kết nối đồng hồ đo và cảm biến.